Kính chào quý vị và các bạn. Honai C970 là một thiết bị Android cao cấp. Nó được hoàn thiện rất là tốt, kể cả về phần cứng lẫn về phần mềm của hãng Honai. Và nó được IK Việt Nam phân phối độc quyền ở Việt Nam. IK Việt Nam thì lại là một đơn vị xây dựng rất nhiều các cái tiện ích cho đầu Android. Vì vậy, khi các bạn mua một cái đầu Honai C970, các bạn nên biết phải làm thế nào để kiểm tra nó là đúng và làm thế nào để sử dụng được hết các cái tính năng mà nó mang lại. Chính vì vậy, chúng tôi đã làm video này để hướng dẫn cho các bạn cách mà các bạn có thể kiểm tra cái đầu Honai của mình, cũng như là những cái việc các bạn cần làm khi các bạn quyết định mua và sử dụng một cái đầu Honai. Đầu tiên là cái hộp sản phẩm. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu với các bạn trước về cái hộp sản phẩm. Thì trong hộp sản phẩm bao giờ cũng có một cái phiếu kiểm tra sản phẩm. Cái phiếu kiểm tra này thì IK Việt Nam sẽ kiểm tra toàn bộ các sản phẩm ở trong kho trước khi xuất bán ra thị trường. Và tất cả các cái mục đã được kiểm tra là phải đảm bảo tất cả đều ok và có ký tên ai là người kiểm tra. Đồng thời nó có một cái phiếu lắp đặt sau khi lắp đặt. Sau khi các bạn đã lắp đặt lên cái đầu Honai C970 này lên xe của mình thì kỹ thuật viên sẽ phải kiểm tra lại toàn bộ các tính năng của đầu có hoạt động tốt trên xe hay không. Cái này thì các bạn cũng có thể yêu cầu kỹ thuật kiểm tra ký và các bạn xác nhận vào đây. Tất cả hoạt động tốt như thế mới là được. Tiếp theo là trên mỗi một hộp Honai C970 thì đều có mã số seri của sản phẩm. Mã của sản phẩm, số seri của IK và số seri của hãng. Thì các bạn quan tâm nhất ở đây chính là cái số seri của IK được dán ở trên hộp sản phẩm và cả ở trên đầu. Hai số này là trùng nhau, cộng với cái phiếu kiểm tra sản phẩm ở đây cũng có số seri. Cái số seri này cũng phải trùng với số seri ở trên hộp và trên đầu. Thế thì cái số seri này các bạn có thể sử dụng để kiểm tra xem nó có phải là sản phẩm chính hãng của IK hay không, bằng cách là các bạn cài đặt phần mềm IKM Service ở trên CS Play hoặc ở trên App Store của iPhone. Thì sau khi các bạn cài đặt, các bạn tạo ra một tài khoản IKM thì các bạn sẽ có cái mục là thông tin về sản phẩm. Các bạn ấn vào mục thông tin về sản phẩm, trong đó có nút scan thì các bạn có thể scan cái số seri này. Đấy, các bạn sẽ scan số seri và ấn vào kiểm tra. Nó hiện lên thông tin đầy đủ của sản phẩm như vậy, bản sản phẩm chính hãng. Thì như vậy là ok, đây là sản phẩm chuẩn chính hãng. Nó sẽ được hỗ trợ và bảo hành bởi IK Việt Nam, cũng như nó có thể sử dụng được toàn bộ các cái tiện ích mà IK Việt Nam mang lại. Sau khi lắp đặt cái đầu Honai lên trên xe thì các bạn sẽ yêu cầu kỹ thuật viên kiểm tra tất cả các cái tính năng, các cái việc hoạt động của đầu với xe là có chuẩn chính xác hay không. Thì ở đây có tất cả các cái tính năng mà chúng tôi đã ghi ở trên cái phiếu kiểm tra, nút bấm âm thanh, GPS, camera lùi, vân vân. Sau khi tất cả các hạng mục đã được kiểm tra là ổn thì các bạn có thể ký xác nhận với lại kỹ thuật viên và chúng ta bắt đầu sử dụng đầu.